Xin chào tất cả các bạn. Đây, các bạn có thể thấy được trên tay của mình đang cầm. Mình đang móc trái ớt chuông đó. Ớt chuông, ớt Đà Lạt đó các bạn. Rồi, các bạn cứ móc lên giúp mình. Cứ móc từ từ như vậy thôi, không có gì mà phải khó khăn cả. Dù nó đẹp hay nó xấu thì cũng không sao, vì là do mình móc mà, đâu dám chê đâu. Mình đùa đấy. Chứ mình móc xấu hay móc đẹp thì là cũng của mình thôi. Mình muốn đẹp hơn thì mình có thể đi mua tìm. Chứ mình đâu rảnh để ngồi móc như này đâu, đúng không? Đó. Mình hơi đói đấy. Đói bụng quá. Mẹ con có một chiếc bụng đói. Bụng đói để có thể ăn được các món ngọt trên cuộc đời. Thơm. Tôi ăn luôn cả dầu. Đó. Tiếp vào đây nữa nhé. Và năm qua. Lên. Đấy. Tiếp một móc xích nữa. Tiếp xuống đây này. Đó. Các bạn thấy thế nào? Mình thấy hơi đói bụng. Đói quá. Đói lắm luôn ấy. Trái ớt chuông bị còi xương nha. Nó vòng nó vèo kìa đó. Mình móc từng mũi như vậy thôi, không có gì mà khó khăn đâu, đúng không? Các bạn có thể thấy được. Tiếp tục này, một móc xích tiếp này. Cứ móc như vậy nha. Chúng ta cứ móc. Từng chân là từng mũi móc thôi. Khá là dễ đúng không? Thôi gì khó khăn cả. Các bạn cứ móc như vậy cho tới hết hàng và mình sẽ nối hàng thôi. Đâu có gì đâu, đâu có gì mà khó khăn đâu, đúng không? Tiếp nè.
chúng ta sẽ đổi hàng lại này. Bây giờ mình sẽ nhét cái bông gòn này vào. Này, mình đã chuẩn bị sẵn cái bông gòn này nha. Bông này là không phải bông gòn mình mua trong tiệm thuốc tây đâu nha các bạn. Đây mình, cái này là bông sợi thố, nó không có được mềm mịn như cái kia đâu. Cái này nhét vào những cái thủ nhồi bóng á, và bây giờ mình nhét vào đây. Đó, các bạn thấy như nào. Và mình tiếp tục bóc nhé. Tiếp lên một xếp tiếp nè. Chúng ta cứ móc một mũi một chân thì chắc chúng ta sẽ đi một mũi như vậy thôi. Đâu có gì khó khăn đâu. Là nội hàng tiếp này. Chúng ta lại tiếp tục bông gòn và nhét vào nha. Đó. Các bạn có thể thấy được. Ta lại nhét tiếp này. Được rồi đấy. Bây giờ mình sẽ, các bạn có thể thấy lúc mà mình nhét bông gòn vào thì nó sẽ căng ra này. Đây. Tiếp này, tiếp hàng nữa nhé.